Hôm nay mình làm video cần clip test và giới thiệu tất cả quý vị một các bạn một chiếc máy xay sinh tố hàng Nhật bãi có thương hiệu là Toshiba nhé. Đây là những dòng máy được sản xuất tại Nhật, Nhật xịn luôn từ đời trước nhé. Còn đời sau thì đa phần đặt nhà máy sang bên sản xuất China. Thì trước này thì về hình thức bên ngoài này còn rất là đẹp, tất cả zin bản tuyệt đối luôn. Và nhựa nó rất là dày, như độ này. Nhựa của nó khác, nó bền, chất liệu nó rất là bền nhé, dày dặn này. Cốc thủy tinh 700ml, lưỡi dao thép trắng titan nhé. Con này xay thì rất là bền rồi, bánh răng cao su của nó đẹp keng luôn nhé. Này, từ cái nhựa, nhựa nó dày như vậy mà tất nhiên là chất lượng nó sẽ khác rồi. Con này điện 100V, điện 100V mà công suất là 120W. 120W thì tương đương với lại hơn 200W, điện 220 nhé. Bây giờ mình sẽ cho máy chạy thử. Máy chỉ có một cái công tắc này nhé, bật on off này. Tắt máy đi một lúc vẫn còn chạy. Máy xay sinh tố thì bên mình còn rất nhiều nhé, đủ các loại thương hiệu luôn. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé.